xin chào anh chị thì hôm nay mình sẽ trao đổi với nhau và cái chủ đề là trầm cảm có lộn thần à, trong các bài giảng cao âm sàng trong dự án về hỗ trợ kỹ thuật y tế giữa Việt Nam và Hu thì nội dung trình bày đó là sẽ bàn về cao âm sàng sau đó mình sẽ giới thiệu về trầm cảm nhắc vào những cái kiến thức xung quanh cái uh, chẩn đoán trầm cảm hay là những kiến thức về uh, các vấn đề liên quan trầm cảm, à, bàn luận các câu hỏi thêm gì như thế nào trong cái tình huống âm sàng, cái âm sàng đó à, có những cái chuẩn đoán phân biệt nào về bệnh cơ thể hay rối loạn tâm thần khác, cần cho cận âm sàng gì và quản lý như thế nào nếu mà bệnh nhân có bệnh lý cơ thể hay triệu chứng cơ thể đi kèm, quan trọng nhất là mình quản lý trầm cảm được bằng cái biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc và cuối cùng là mình tóm tắt lại thì cái ca lâm sàng của mình đó là nam 31 tuổi à, cách nhập viện khoảng 3 năm tức là cái cơn đầu tiên đó thì do làm việc trong môi trường áp lực nên anh cảm thấy lo âu lo lắng mệt mỏi chán nản ngủ không sâu sâu giấc và à, trong đầu thì cảm thấy trống rỗng tức là không tập trung được ăn uống trở nên kém, à, bệnh kéo dài khoảng một tháng thì à, càng ngày càng nặng nên là đi đến cái bệnh viện đa khoa đó, đa khoa tỉnh thì được chẩn đoán là rối loạn lo âu và cho thuốc về nhà uống. thì à, thuốc thì anh không có nhớ mà cũng không có giữ to. thì anh có uống thuốc đều và cảm thấy khỏe hơn, Thiên giảm và cảm giác cũng... nhưng mà cái cái cảm giác buồn chán nó vẫn còn thì uh, nếu mà chứng đoán lo âu và bác sĩ đa khoa tỉnh đó, thì chúng ta thấy là và nhiều khi uh, chưa có một đó, là điều trị theo theo cái kinh nghiệm đó là nếu mà họ có những cái điều trị mà biết về cái này đó biết về chứng lo âu đó thường là họ chữa cái uh, giống như là những cái cái thuốc hỗ trợ uh, bộ não nhân dân đó hoặc là một số bác sĩ có được đào tạo về cái cái chuyên khoa tâm thần thì có có cho thuốc chữa lo trầm cảm nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình thấy đó thì cái liều thuốc chưa đủ chưa đáp ứng cái 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 một cái liều mà cụ thể để chữa lo trầm cảm thì thông thường là vậy do đó anh này anh có biểu hiện là có thiên giảm nhưng mà cảm giác buồn chán tức là cảm giác mệt mỏi anh vẫn còn đó thì khoảng một năm sau thì uh, do covid bùng phát á, thì uh, không có đi khám nữa thì ngưng thuốc luôn nhưng mà anh này anh cũng không khỏe lắm nhưng mà khi ngưng thuốc á, thì uh, uh, khoảng 3 tháng thì biểu hiện lo âu mệt mỏi chán nản và không có ngủ được giảm đi các uh, các sở thích và giống như là mình ra ngoài uống cà phê với bạn bè thì uh, cái người nhà thấy là có biểu hiện tái lại do đó là khoảng một uh, um, sau đó đó thì uh, thì uh, đi khám bác sĩ tư thì cho thuốc về nhà uống thôi cũng không rõ rồi thì uống cũng thấy thiên giảm và điều trị tiếp tục một năm rồi ngừng nhưng mà anh này anh khi mà điều trị vậy anh cũng có có lúc ngưng có lúc uống tức là khi mà cảm thấy không khỏe nhiều thì uống lại nhưng mà không có liên tục thì một một hai tháng gần đây đó cái dấu hiệu là nặng hơn là mệt mỏi ăn uống không ngon miệng như vậy thì cái cơn một hai tháng nay đó là coi như là mình tính cái cơn lần thứ ba rồi à, thì ảnh mệt mỏi ăn uống không ngon miệng à, ăn uống kém rồi thất trọng với bản thân rồi vì cái khả năng làm việc kém trở nên yếu đuối không có tin tưởng vào bản thân khó đi uh, vô vào, vào giấc ngủ sáng thức dậy cảm thấy mệt mỏi nhiều và khó khăn giải quyết công việc nghĩ rằng cái, cái, cái mình có bệnh nặng này cái nọ vài ngày gần đây thì nghe tiếng nói trong cái cái tai đó thì nội dung là phê bình là anh không có tốt rồi kêu anh đi tự sát chết đi cho rồi đó thì uh, anh nhiều lần là cái, có một số lần là anh lấy cái cái dao cắt tay và đập đầu vào tường thì muốn tự sát nhưng mà người thân ngăn cản được do đó là, là anh này tức là tổng thời gian mà cái 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 cái, cái bệnh đó là khoảng 3 năm và anh có ba cái giai đoạn ba giai đoạn bệnh và những cái bệnh những cái triệu chứng mà chủ yếu đó là buồn chán À, tức là giảm hứng thú thích thú trong cái những cái sinh hoạt những cái sở thích hay mệt mỏi ăn uống kém ngủ kém và thất vọng về bản thân thì gần đây thì cái triệu chứng gần nhất đó, là cái cơn thứ ba đó thì anh này có thêm cái cái những cái nghe tiếng phê phán hay là ảo thanh phê phán bản thân anh và xúi dục hay là kêu ảnh đi đi chết đi cho nó, nó, nó giống như là anh cảm thấy không có xứng đáng rồi chết đi cho rồi đó và quan trọng nhất là xuất hiện luôn những cái hành vi tự hại tự sát và cái những cái triệu chứng này đó ảnh hưởng tới công việc của anh rất là nhiều thậm chí là đổ cái mức không tập trung được thì cái cái cơn đầu tiên đó được bác sĩ chứng đoán đó là lo cho đó là anh này anh ấy ảnh đã bị khoảng 3 năm rồi tình trạng càng ngày càng nặng dần và gần đây là rất là nguy hiểm có cái hành vi mà tự hại cắt cắt tay và nghe tiếng kêu mình đi chết đi phê phán mình không có xứng đáng như vậy thì mình thấy là càng ngày càng diễn tiến nặng hơn như vậy thì với một cái ca mà mình tóm tắt như vậy đó thì mình nghe lón thoáng thì mình có thể nghĩ đến vấn đề về cảm xúc trầm cảm nhưng mà mình mình đừng có tức khi mà chứng đoán tâm thần đó bao giờ đầu tiên nhất là mình phải hỏi chừng hào hỏi là, hay là mình suy nghĩ là có những cái cái vấn đề khác có thể gây ra những cái triệu chứng này hay không thì mình đi từ những cái vấn đề về cơ thể vấn đề về chất và sau đó mình mới vấn đề tâm thần vấn đề cơ thể giống như anh này mệt mỏi đầu óc thiếu tập trung ăn uống kém ngủ kém thì những cái bệnh lý cơ thể mà có khả năng gây ra đó những cái biểu hiện này đó có thể là suy si giáp hay không, hay là thiếu máu hay không, hay sinh dưỡng hoặc là một số người mà có bệnh lý mạng tính như ung thư hay gì đó, lớn lớn tuổi đó, hay là mình phải 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 suy nghĩ đó có thể có liên quan tới những cái triệu chứng hiện đại và bệnh cơ thể như suy si giáp, thiếu máu, sinh dưỡng thì trong cái khả năng của mình đó với cái cốc độ một bác sĩ đa khoa đã từ, từ, từ từng học đa khoa rồi mình mình có đủ khả năng về thăm khám hay cần thiết thì mình cho cần lâm sàng để lộ trừ ba cái bệnh lý này trước khi mà mình chứng đoán trầm cảm cái vấn đề mà anh này cũng độ tuổi 31 tuổi cũng trẻ do đó là vấn đề chất tiên diện có hay không thì mình cũng phải phải để ý chẳng hạn như là một số cái trường hợp là lúc đầu sử dụng cái các chất dạng amphetamine đó thuốc dạng kích thích đó thì sử dụng hương phấn nhưng mà thiếu nó thì lại gây ra những cái triệu chứng rất trầm cảm thì mình cũng phải đi. Và nếu mà mình cảnh giác thì mình cũng có thể cho cái, những cái xét nghiệm hay mình hỏi kỹ thông tin coi coi các bạn này có sử dụng hay không. Và sau khi mà mình nghĩ hết về những cái vấn đề liên quan đến cơ thể và chất đó, thì mình mới nghĩ đến cái vấn đề tâm thần thì rõ ràng những cái triệu chứng này có liên quan lo trầm cảm và cái bệnh nhân nghe tiếng trong tai đó nó là một cái triệu chứng loạn thần ai cũng có thể nhận biết được và cái vấn đề mà dân gian mình hay gọi cái chứng vô trầm cảm hay là thường là để để cho nhẹ nhàng hơn đó hay là thông thường đó gọi hy suy si nhược thần kinh suy si nhược cơ thể có hay không thì đó là những cái chứng đoán hay chẩn đoán không biệt đối với cái ca lâm sàng mình đang đang bàn luận như vậy thì mình nhắc lại sơ về trầm cảm thì chúng ta thấy là trầm cảm theo hu đó đây là thời hiệu dựa theo thời hiệu của hu đó thì nó là một cái ưu tiên về sức khỏe cộng đồng tỷ lệ lưu hành rất là cao bốn khoảng bốn bốn phần cái người trong cộng đồng 10 tới hai trong số những người chăm sóc sức khỏe ban đầu tức là cái 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 mình nếu mình khám ở phòng khám ở tuyến huyện tuyến xã rồi chăm sóc sức khỏe ban đầu đó thì tới chẳng hạn 100 người thì có 10 đến 20 người có biểu hiện trầm cảm 10 phụ nữ sinh con và nó ảnh hưởng tới cái kinh tế xã hội rất là nhiều và thất nghiệp cao tại vì đầu óc không có tập trung nhưng như là mình mình xem rồi cái, cái, cao âm sàng anh này tổ trống rộng không có nhớ và mệt mỏi ăn uống kém ngủ kém ngay cả chăm sóc bản thân anh cũng chưa xong nói chi mà đảm bảo công việc và cái nguyên nhân chủ yếu thì mất cái khả năng lao động và tỷ lệ tự sát cao chúng ta thấy là nếu mà có tự sát thì hơn 80% có liên quan vấn đề sức khỏe tâm thần và hầu như là liên quan tới trầm cảm thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái cái vấn đề xảy ra thứ nhất là tỷ lệ lưu hành trầm cảm rất là cao và chúng ta thực tế là trong cái chăm sóc sức khỏe ban đầu đó mình cũng người ta khám nhiều tỷ lệ nó 10 tới 20 nhưng mà mình mình xem lại hàng ngày mình khám đó khám phòng khám đó, ở chăm sóc sức khỏe ban đầu đó thì mình có chứng đoán được bao nhiêu ca trầm cảm thì mình chưa có 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 đồng bộ được chưa có 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 giống theo cái tỷ lệ này đó và chúng ta thấy là nếu mà có xảy ra thì chúng ta biết trầm cảm rồi ảnh hưởng rất là nhiều trên cái cái về cả về mặt tâm thần và cơ thể. Thì dựa theo cái tài liệu của HU thì có một cái tài liệu là MHGAP và cái phiên bản mới nhất là 2.0 thì cái trầm cảm được xếp vào bệnh lý hàng đầu đầu tiên đó. Và nếu một người có triệu chứng giống như là cơ thể kéo dài mệt mỏi này kia than chống mặt nhức đầu viêm dày dày chân cao liên tục và cảm giác giống như là buồn phiền trong người không thoải mái và mất cái thích thú những cái sở thích hàng ngày vẫn chẳng hạn như thích ra ngoài đi cà phê sáng thích đi chơi thể thao bây giờ thì không còn nữa ví dụ vậy thích đi mua sắm thì bây giờ không còn nữa thì người ta đủ nghi ngờ và trầm cảm và thời gian để chỉnh đốn một giai đoạn trầm cảm rất là đơn giản nếu mà những cái cái cái, cái, cái buồn phiền trong cơ thể nó mệt mỏi và giảm thú đó thì cái dài hai tuần lễ là đủ những cái triệu chứng và tiêu chuẩn thời gian trầm cảm thôi và nhiệm vụ của mình là loại trừ những cái nguyên nhân gây ra trầm cảm thôi là được Thì người này có trầm cảm hay không thì mình coi cái cao âm sàng của mình có ít nhất một trong hai cái triệu chứng của trầm cảm đó là tâm trạng buồn thì anh này anh không có vui vẻ thoải mái ha. ba năm nay rồi ba cơn thậm chí là nấu ba cơn nhưng mà những cái ước cái mà anh được chữa cho ổn đỡ lại thì anh vẫn còn buồn chán và gần đây nhất rõ ràng nhất là mình thấy là anh mất hứng thú rất rõ mất cái, cái sở thích thì hầu như anh có hai cái triệu chứng quan trọng và những cái triệu chứng quan trọng khác như ngủ cũ kém nè thay đổi khẩu vị hay là ngon miệng rồi thấy mình không có giá trị anh cũng có anh hay mệt mỏi anh hay mất tập trung anh hay uh, có triệu chứng buồn trồn bước trước khó chịu anh lo âu đó và cái ảnh uh, hơi tuyệt vọng và có suy nghĩ liên quan tới hoặc là nặng hơn cái suy nghĩ nữa là anh có hành động hành vi cắt tay chân tự hại tự sát như vậy thì anh này anh có hầu như có hai triệu chứng quan trọng và những cái triệu chứng phụ khác anh có thì khi mà có đủ như vậy đó và cái cái câu hỏi tiếp theo của em phát chắc là ảnh có ảnh hưởng công việc hay không ảnh hưởng mối quan hệ gia đình hay chức năng ảnh hàng ngày hay không thì chắc chắn có là mình nghe là ba năm ảnh diễn tiến gì thì cái sức hoạt động ảnh giảm rất là nhiều thậm chí là ảnh hưởng cái mối quan hệ gia đình như vậy thì đủ về mặt triệu chứng đủ về mặt thời gian và đủ cái cái sức ảnh hưởng trên cái chức năng nhưng mà trước khi chứng đoán trầm cảm thì mình cần có chứng đoán phân biệt. Thì em hát hướng dẫn của mình có cái bệnh lý nào giải thích được các triệu chứng này hay không? Thì mình thấy là em hát đưa ra một số vài cái 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 bệnh lý mà cơ thể có thể ảnh hưởng tới cái gây ra những cái triệu chứng chống trầm cảm đó là thiếu máu, sinh dưỡng, suy si giáp, thay đổi cái cái tâm trạng cảm xúc do sử dụng các các chất chẳng hạn như là steroid hay là như mình đề cập đó là sau thời gian sử dụng cái cái hàng mà hàng đá là dân gian hay gọi hay là các chất dạng amphetamin đó thì cũng có biểu hiện của trầm cảm có hay không thì chúng ta thấy là với góc độ mà khám lâm sàng thì thiếu máu sinh dưỡng suy si giáp thì suy si giáp đặc biệt là thường nó xảy ra sau những người mà bị viêm giáp hoặc là cường giáp cường giáp thì người ta sử dụng kháng giáp hoặc là phẫu thuật tuyến giáp sau đó là suy si giáp Xuyên dưỡng thiếu máu thì mình cũng có thể khám được nhưng mà mình thấy là trầm cảm nó cũng có những cái triệu chứng cơ thể do đó nó có thể là nguyên nhân cũng có thể là hậu quả của trầm cảm tức là những cái triệu chứng cơ thể mà biểu hiện gì đó chúng ta phải chú ý liên quan tới ăn uống kém à, tiêu hóa kém dễ viêm nhiễm có gọn giấc ngủ đau đầu đau cơ thể thì chúng ta thấy là có một phần nữa là lúc đầu nếu mà mình tìm được cái nguyên nhân gây ra đó thì mình phải loại trừ cái nguyên nhân nhưng mà cái những cái triệu chứng cơ thể này nó sẽ xuất hiện song hành với trầm cảm do đó mình cũng phải phải để ý là trước xảy ra trước hay sau thì để chứng tốn phân biệt mình trước khi mà mình khám thì khám những cái suy si giáp khám những cái cái vấn đề xin dưỡng hay thiếu máu thì mình có thể làm, à, cũng có thể là hỗ trợ bằng các nếu mà mình có cái chứng đoán phân biệt đó thì à, có thể hỗ trợ bằng những cái xét nghiệm máu điều huyết học máu hay là tổng phân tích tế bào máu hay là sinh hóa máu có thể xét nghiệm gì độc chất trong nước tiểu hay là chất ma túy đó có thể là một cái test à, để kiểm tra hai chất ba chất bốn chất và có thể kiểm tra hóc môn tiếng giáp chứng đoán về hình ảnh học hay thăm dò chức năng thì mình mình xem cái nào phù hợp chẳng hạn như là siêu âm tiếng giáp rồi rồi mình coi coi có có khả năng nghi ngờ bệnh gì đó thì nếu mình có chứng đoán công việc trong hồ sơ đó hoặc là mình càng nghĩ đến bệnh gì nhiều đó mình có cái chứng đoán công việc thì mình có thể làm và bên tâm thần thì mình có những cái trách nghiệm tâm lý nó cũng tương đối là khách quan tức là có thể là giao cho cái người người bệnh tự đánh giá hay là những cái nhân viên được đào tạo đánh giá thì nó sẽ ra được những cái cái điểm số mình dễ dàng theo dõi hơn nó mang tính chất định lượng hơn dạng hàng về điểm số giống như thằng thằng bếp thằng bhq 19 chẳng hạn như thằng bhq 19 nó rất là dễ 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 đánh giá chẳng hạn như là mình đánh giá ước là 18 điểm thì sau thời gian điều trị nó còn 10 điểm nó cụ thể hơn có những cái điểm số như vậy thì chúng ta thấy là mình trong tay mình có đủ cái phương tiện để chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt và hỗ trợ chẩn đoán rất là nhiều và theo dõi cái quá trình điều trị cũng được dựa vào các thang đánh giá như vậy thì trong đó thì ngoài cái những cái cái vấn đề cơ thể mình cũng có thể loại trừ được là anh này hầu như là kiểm tra rồi bình thường hết thứ hai nữa độc chất cũng nhân vật và chất ma túy cũng không thấy và anh cũng không có À, anh cũng, cũng cho à, anh cũng trả lời là anh cũng không có sử dụng chất mặc dù có sử dụng thuốc men điều trị thôi chứ không phải chất ma túy vấn đề tâm thần còn lại là trầm cảm lo âu hay những cái triệu chứng loạn thần đó và cái vấn đề suy si nhược thần kinh thì à, chúng ta thấy là suy si nhược thần kinh thì nó cũng dễ à, dễ chẩn đoán thôi là cái đặc tức là suy si nhược thần kinh đó là than phiền về sự mệt mỏi gia tăng sau khi nỗ lực về tinh thần tức là suy nghĩ chút xíu là mệt đó. thì suy nghĩ cơ thể là mình làm việc chút xíu cũng than mệt nó mà kéo dài khoảng 6 tháng hay kéo dài hơn mà mình không giải thích được bằng cái cái những cái bệnh lý cơ thể suy tim hay bị bệnh hô hấp nhân dân đó và quan trọng nhất là mình không có không có liên quan tới cái lo trầm cảm tức là mình phải lộ trừ lo trầm cảm trước khi mà mình chứng đoán cái cái suy si nhược thần kinh này thì nếu mà cái cái bối cảnh mình đã đủ tiêu chuẩn chứng đón O trầm cảm rồi thì cái suy si nhược thần kinh nó là một nhóm triệu chứng có thể liên quan tới lo trầm cảm chứ không phải chứng đoán tách biệt trừ trường hợp là mình thấy không đủ tiêu chuẩn O trầm cảm mình mới chứng đón suy si nhược thần kinh hay suy si nhược cơ thể thì giới thiệu sơ cho anh chị biết là trong cái thông tư 35 2020 Bộ thế tế đã thông qua cái thang đánh giá trầm cảm PET thì cái thang này đánh giá là 21 điểm mục và chúng ta có thể cái cái thang đơn giản hơn là cái thang BQ9 để chứng đoán cái cái trầm cảm và GAD7 đi chứng đoán là có 9 mục thôi GAD7 7 mục 71 thôi trầm cảm 91 thì cũng tương đối dễ nhưng mà mình áp dụng trong bệnh viện theo hướng dẫn bộ y tế thì nó có cái thang đánh giá trầm cảm PET 21 về mục như vậy thì mình quay lại cái cao âm sàng của mình đó, thì mình thấy là sau khi mà mình hỏi và mình thăm khám và mình cho cận âm sàng đó chúng ta thấy là mình loại trừ được suy si giáp trong cái khả năng mình và anh này thì không có dấu hiệu suy si giáp thiếu máu cũng không có mặc dù ăn uống kém sinh dưỡng cũng không thấy nhưng mà có thể hơi thẳng hơi hơi gầy tí và vấn đề sử dụng chất thì bản thân ảnh cũng anh cũng nói anh sử dụng và mình cũng nói chung là không có dấu hiệu gì liên quan sử dụng chất và cái suy nhược thần kinh thì mình đang lo đang theo dõi cái chứng đoán lo trầm cảm thì mình cũng cũng chưa có chứng đoán suy nhược thần kinh cái vấn đề còn lại của ảnh là ảnh có trầm cảm hay không có lo không tài tiền sử anh đã được chứng đoán lo rồi và anh có nghe tiếng trong tay kêu ảnh là đi chết là phê phán anh không xứng đáng nhân dân đó thì chúng ta thấy là anh có phải bị tâm thần phân liệt hay không thì mình đi tiếp giờ mình giải quyết từ từ như vậy thì trầm cảm có lo âu đó thì mình có thể chứng đoán giai đoạn trầm cảm nặng anh này có ý tưởng tự sát và với hành vi tự sát mình phải ghi rõ ra thì mặc dù là cái hướng dẫn chẩn đoán thì nó không có uh, có đủ cái thông tin như vậy nhưng mà mình mình tiến hiểu độ lâm sàng mình phải ghi là giai đoạn trầm cảm nặng và có cái hành vi tự sát để mình lên kế hoạch điều trị đầy đủ và có triệu chứng lo hoặc là mình chẩn đoán lo có lo đón lo lan tỏa riêng nếu mà trước đây anh biểu hiện lo rõ cái dài trên 6 tháng thì anh này cũng có thể là chẩn đoán riêng hoặc chẩn đoán chung thì uh, cái thái độ điều trị hầu như cũng phải giống nhau thì cũng phải chữa trầm cảm, chữa lo âu và theo dõi hành vi tự sát. Cái vấn đề còn lại là ảo giác và nghe tiếng phê phán kêu kêu cái bệnh nhân tự sát thì đây là đối tượng gì? Mình đi tiếp. Thì loạn à, thần đó theo trong cái MHGAP đó nó là cái bước có à, là cái bài thứ hai trong MHGAP. Thì xin à, nhắc là MHGAP là một cái tài liệu hướng dẫn cho cho bác sĩ mà không có chuyên khoa do đó rồi chúng ta thấy là, là sử dụng được rất là hiệu quả và đơn giản thì những cái triệu chứng phổ biến luôn còn loạn thần là gì là hành vi thay đổi rõ rệt à, sao nhãn những trách nhiệm à, hành vi kích động hung hăng à, niềm tin cố định và sai lầm à, những cái thành viên trong gia đình cùng chứng... À, không có chia sẻ tức là có những cái niềm tin rất là lạ nhưng mà những người khác không không có nghe hoặc thấy nhìn thấy những gì mà không không có thiếu nhận thức mà không nói và mình là mình đó như vậy thì những cái triệu chứng nó tập trung vào hoang tưởng ảo giác như anh chị đã từng được biết thì cái ca ca lâm sàng của mình đó, thì triệu chứng hoang tưởng thì mặc dù nói rằng cái mình không xứng đáng này kia đó nghĩ rằng mình cũng bệnh nặng này kia nhưng mà thật ra là chưa đến mức độ hoang tưởng nhưng mà có cái tiếng nghe rất là rõ thì đó là ảo giác. thì gọi chung nó là anh này cần có triệu chứng loạn thần. như vậy thì nếu có triệu chứng loạn thần đó thì em hát cá hướng dẫn mình là có bất kỳ những cái giải thích nào khác cái triệu chứng này hay không. chúng ta thấy là chúng ta thấy là những có triệu chứng loạn thần xong rồi mình phải đi tìm những cái lý do có loạn thần. thì cái một trong những đầu tiên em hát cá hướng dẫn là có bệnh lý thực thể nào gây ra hay không thì anh này sau khi mình thăm khám cho cần lâm sàng thì không thấy nó bệnh lý thực thể hay về chất thì anh thấy các anh chị thấy là thứ nhất là đánh giá thực thể không có nguyên nhân gây ra do những cái triệu chứng gọn thần chất không gây ra nhưng mà trong đây người ta hướng dẫn là có triệu chứng rối loạn cảm xúc như trầm cảm có thể gây ra hay không thì anh này trước những cái triệu chứng gọn thần anh có biểu hiện trầm cảm rất là rõ thì nếu mà không có chuyên khoa thì chắc chắn là khi mình trầm cảm có loạn thần đó thì mình phải thảo luận với những cái chuyên gia tâm thần rồi nhưng mà theo hướng dẫn tức là loạn thần mà mình thấy được không có thực thể mà có nguyên nhân về cảm xúc như trầm cảm đó thì chúng ta thấy là không có liên quan tới ca chất hay nguyên thực thể mà có liên quan trầm cảm đó thì chúng ta thấy là trầm cảm mà sau thời gian có những cái chỉ chứng loạn thần người ta gọi là trầm cảm có loạn thần như vậy thì cái lộn thần xuất hiện sau trầm cảm là như thế nào thì nó xảy ra trong cái trạng thái trầm cảm tương đối nặng nặng ha hoang tưởng thì nói về mức giá trị bản thân tội lỗi bị chi hại chết hoặc là không tồn tại à, cảm giác bị trừng phạt không xứng đáng à, những bệnh nhân như vậy thì có thể tự sát hoặc giết cả gia đình để giải. cứu họ khỏi thế giới tội ác tức là thấy thế giới không đáng sống đó bị cảm giác nặng À, cảm giác nặng và sâu sắc hoang tưởng không phù hợp ký sách bao gồm những nhận thức bị đầu độc hàng sớm tìm cách thì đa phần cái hoang tưởng mà nó phù hợp là nói là mình mình không có giá trị mình tội lỗi gia đình mà mình bị định nặng nhân dân đó là cái hoang tưởng liên quan ký sách đôi khi là hoang tưởng là không liên quan ký sách và giống như bị đầu độc bị hại nhưng mà nó phải xuất hiện sau cái trạng thái trầm cảm các ảo giác thường là ảo thanh có vị trí ở trong cái đầu xuất hiện ra ha. thì chẳng hạn như b chê bai bệnh nhân người không có tốt không xứng đáng và kêu bệnh nhân đi chết đó là những cái triệu chứng ảo giác có liên quan tới khí sắc như vậy thì chúng ta nhớ cái 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 vượt đồ và trầm cảm sau thời gian trầm cảm cộng xuất hiện thêm những cái triệu chứng loạn thần gọi là trầm cảm có loạn thần như vậy thì mình mình chốt vào cái chứng đoán của cái ca mình đang bàn luận đó là giai đoạn trầm cảm nặng với hành vi tự sát có các triệu chứng lo có triệu chứng loạn thần hoặc là giai đoạn trầm cảm nặng có hành vi tự sát có triệu chứng loạn thần và rối loạn trên nền tảng rối loạn lo gan tỏ như vậy thì mình thấy là nó là cái 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 chuẩn đoán đầy đủ mình đang quan tâm nhưng mà theo hướng dẫn của ICD 10 đó thì nó là giai đoạn trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần thì đó là giai đoạn trầm cảm thỏa mãn cái trị chứng trầm cảm và trong đó có thêm các triệu chứng hoang tưởng hào giác hoặc là sững sờ trầm cảm thì chúng ta thấy cái trường hợp của mình là hào giác nhưng nhờ dính đứng, đứng về góc độ mà mà điều trị thì mình phải phân tích ra cái chứng đoán của mình thứ nhất là giai đoạn của mình giai đoạn trầm cảm cái anh này là của anh này đó Và giai đoạn trầm cảm mức độ nặng là có trầm cảm như mức độ nặng thứ hai là anh có hành vi tự sát tự hại thứ ba anh có các triệu chứng lo hay rối loạn lo thứ tư là anh có các triệu chứng loạn thần và cái thứ, thứ năm là những cái triệu chứng cơ thể cơ thể vẫn nếu có anh mệt mỏi anh... nếu một số điển hình của trầm cảm kèm theo đau đầu chóng mặt viêm dạ dày dân dân đó nếu có thì mình 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 chứng đón thêm để mình can thiệp hay là mình điều trị từng bước có thể những cái cái vấn đề của mình là ngắn hạn và có những cái vấn đề dài hạn, chẳng hạn như điều trị trầm cảm là cho nên này là phải dài hạn rồi. Mình theo dõi hành vi tự sát đó là là theo dõi cũng tương đối dài hạn. Các triệu chứng về về loạn thần có thể là điều trị trong thời gian ngắn hạn có thể là là hết triệu chứng trong uh, triệu chứng loạn thần. Các triệu chứng cơ thể cũng có thể điều trị ngắn hạn cũng hết những cái triệu chứng cơ thể. Như vậy thì chúng ta phải xác định các vấn đề vấn đề nào và ngắn hạn vấn đề nào và dài hạn thì à, chẳng hạn như anh này thì à, nếu mà đúng thì à, anh này được nhập viện nhập viện nếu mà khám nhưng mà cái tình huống này thì người nhà đưa vô nhập viện rồi thì anh này mình phải lên kế hoạch là quản lý vấn đề về liên quan hành vi tự sát trong cái giai đoạn mà 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 cấp tính này thì à, chúng ta thấy là khi mà sẽ được đề cập à, trong cái bài trầm cảm có hành vi tự sát và chúng ta sẽ, à, sẽ thảo luận với ảnh thì ảnh có hành vi thì rất rõ rồi thì mình sẽ trao đổi ảnh nhẹ nhàng hơn nếu mà không có thì mình tìm cách mình hỏi nếu mà mặc định phải trầm cảm là phải có cái đó do đó mình phải hỏi còn không có thôi nhưng mà mình phải hỏi còn anh này nó có hành vi tự sát rồi thì mình phải bắt đầu mình mình tiếp cận cái bước sau của hành vi tự sát đó là mình hỏi về những cái vấn đề liên quan tới tần sức xuất hiện những cái kế hoạch cụ à, tự sát cụ thể ảnh như thế nào ngoài cái gì, cách tay chân nhân dân đập đầu thì à, sau đó là mình phải hỏi về cái vấn đề liên quan những yếu tố nguy cơ đưa đến cái sự tự sát chẳng hạn ảnh mỗi lần ảnh căng thẳng trong công việc hay tập trung công việc hay là ảnh cãi nhau đồng nghiệp hay là cãi nhau gia đình gì đó anh xuất hiện ý tưởng tự sát hay là anh thấy anh, anh, suy nghĩ anh không có xứng đáng anh tự sát nhân dân đó đó là những yếu tố nguy cơ sau đó mình sẽ nói mình hỏi anh những yếu tố bảo vệ là những yếu tố mà hỏi anh tại sao anh không mấy lần trước xuất hiện đó anh không không tiến hành tự sát anh nghĩ về ba mẹ ảnh anh nghĩ công việc ảnh anh nghĩ về tôn giáo anh như hạn đó là những yếu tố bảo vệ và trong cái giai đoạn mà mà cấp tính có hành vi tự sát này thì trong hai tuần đầu đặc biệt là hai tuần đầu hay là một tháng đầu điều trị trầm cảm đó thì phải có người theo dõi và tránh những cái cái để cho ảnh tự một mình hoặc là những cái phương tiện có thể tự sát thì mình phải phải làm cho cách xa ảnh ra thì do đó là mình phải theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn đầu về các hành vi tự sát chúng ta thấy là sẽ được đề cập trong các bài tập cảm có có tự sát cái vấn đề lo âu thì lo âu của anh này là nếu mà có thì có mạng tính rồi thì những cái thuốc mà mình điều trị trầm cảm hay là những cái cái biện pháp mà không dùng thuốc điều trầm cảm nó cũng có thể là là tác động vô được lo âu. và những đặc biệt là các thuốc chống trầm cảm nó chữa lo mạng tính rất là tốt triệu chứng gọn thần thì chắc chắn là mình phải chữa gọn thần rồi thì thông thường là trong cái quy tắc là bổ sung thêm thuốc chống loạn thần nếu mà gọn thần nó rõ ràng trong cái giai đoạn trầm cảm thì nếu mà hết hết loạn thần mình có thể giảm từ từ rồi mình ngưng một số tài liệu có thể theo dõi điều trị uh, chống loạn thần trong vài tháng rồi mình có thể ngưng chứ mình cũng không có thể điều không có điều trị về kéo uh, dài loạn thần và quan trọng nhất là điều trị trầm cảm triệu chứng cơ thể thì mình có thể phối hợp các thuốc như viêm da dày những cái thuốc mà chữa da dày những cái thuốc mà mình cho ngắn hạn và mình biết và thảo ứng với người nhà nếu triệu chứng nó nhiều thì mình phải cho thêm như vậy thì điều trị trầm cảm đó là mình giáo dục tâm lý phải giải thích rất là rõ ràng tại vì cái kiến thức của đặc biệt cái các nước như là như như nước mình đó, thì mình thấy là người dân hiểu gì trầm cảm chưa nhiều thì thật ra là trầm cảm nó là một cái bệnh lý mình giải thích về cái rối loạn gì về, về cái hoạt động chức năng não nó làm cho người ta buồn phiền mình giải thích triệu chứng thôi thật ra là có nguyên nhân nhưng mà cái nguyên nhân ở cụ gen nguyên nhân ở mức độ tâm lý thì thì cái nào mình can thiệp được thì mình sẽ trao đổi một cách dễ hiểu cho người ta, ta biết và mình dễ hiểu mình giải thích liên quan cái tầng sức xuất hiện tức là làm cho bệnh nhân không có cảm thấy mình có ơn mình bị và làm sao mình thấy cảm giác nhẹ nhàng đi để, để tiếp nhận và mình chấp nhận mình đã bị trầm cảm và mình chấp nhận cái vấn đề điều trị giảm căng thẳng và tăng cường hỗ trợ xã hội thúc đẩy các chức năng hoạt động tức là mình không có cái chuyện mà điều trị trầm cảm mà ngưng luôn tất cả công việc tức là tùy theo mức độ chẳng hạn trong giai đoạn cấp tính nó thay ngưng một hai tuần lễ tại trong giai đoạn này thì bệnh nhân không tập trung được thì có thể là chỉ đi lại thôi Rồi tự sinh hoạt trong gia đình thôi còn khi ổn định lại thì vẫn tiếp tục điều trị tâm lý đơn giản trầm cảm thì khu cũng đưa ra rất là nhiều cái cái biện pháp để mình có thể điều trị được đọc rất là dễ hiểu giống như đọc cái cái chuyện tranh vậy đó và cái vấn đề nếu nặng quá thì phải can thiệp bằng thuốc à, cái phương tiện thuốc men thì có xu hướng là cái cái người bệnh dễ tiếp nhận hơn tại vì à, kiếm được tìm được một cái chuyên gia tâm lý thật sự đó thì nó tương đối là để để trong cái hoàn cảnh mình đó thì không có đủ nguồn lực thì can thiệp tâm lý mình giải thích rất rõ trầm cảm một bệnh lý phổ biến tỷ lệ khoảng mình cho nói khoảng năm trăm đi 100 người hay anh mới 10 đi thì phải có 5 đến 10 người bị nhưng mà tùy theo mức độ có thể anh rồi gây cũng độ tương đối là nặng rồi chứ không phải riêng chỉ có mình anh, anh đâu người bệnh trầm cảm thì không có đồng nghĩa với sự yếu đuối rồi biến, mà tại do triệu chứng trầm cảm gây ra thì thì tránh những trường hợp là mình nói ừ về đừng có buồn mạnh dạng hơn rồi mình đừng có lo nữa thì cái đó thì nếu mà người ta không buồn không không lo được á người ta bỏ qua được á thì người ta đâu có bị thì mình hạn chế cái cái, cái đó ừ cái này là do cái rối loạn căng thẳng trong công việc và tâm lý của mình nó gì nó nó làm cho mình dễ buồn phiền vậy đó thì phát sinh cái chứng này thì mình phải thay vào đó là mình phải năng nổ lên đi tới đi luôn nhiều hơn mình đừng có giống như mình cảm thấy mệt rồi mình nằm luôn thì không được tức là mình phải tìm cái 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 cách thức để cho kích hoạt cái cái năng nổ năng động bệnh nhân lên thì à, chúng ta thấy là có các vấn đề chẳng hạn như mình cũng phải giải thích là nếu mà trầm cảm mà nặng quá đó thì xuất hiện những ý nghĩ liên quan tới cái, cái chết này kia đó Đó là một phần triệu chứng của trầm cảm thôi nhưng mà khi điều trị được ổn định đó thì nó sẽ 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 không còn kiểu chứng đó và không ai mà cảm thấy vui vẻ mà rồi chết rồi sống hết và mình coi làm sao mà cái công việc ảnh ảnh tự thiết kế công việc công việc như thế nào ảnh đừng ôm thêm công việc ví dụ gì đó thì mình cảm thấy tự tự bệnh nhân giống như là à, bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết tự là bác sĩ của mình mình thiết tiết chế sao cho nó phù hợp dĩ nhiên là chắc chắn là không phải từ bỏ công việc mà là mình làm sao công việc nó phù hợp với cái cái khả năng chịu đựng của mình tăng cường tham gia các hoạt động xã hội thì mình tìm cái những cái sở thích duy trì sở thích duy trì hoạt động và duy trì bạn bè chứ không phải bỏ cái đó cái đó quan trọng và sau này nếu thiếu yếu mà có à, diễn tiến tốt mình có thể ngưng thuốc thì vẫn mấy này nó sẽ giúp mình ngừa ngăn ngừa được tái phát nhưng mà trong trường hợp anh này là ba cơn rồi trường, cơn này cơn thứ ba và có triệu chứng loạn thần và nặng như vậy đó có thể mình phải điều trị thuốc men một cách lâu dài chứ không có có ngừng được uh, sớm thôi. thì hu uh, cũng đưa ra những cái việc cần làm khi căng thẳng thì nó giống chuyện tranh với học rất là dễ hiểu và có cái tiếng kia theo thi tạm dịch đó là suy nghĩ tích cực cho những cái phụ nữ chu sinh thì cái này anh chị có thể tìm được trên trên mạng và có thể trao đổi với bệnh nhân can thiệp thuốc men thì chúng ta thấy là thuốc chống trầm cảm thì trước khi sử dụng thì mình phải thảo thảo luận với người ta, à, với với bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là cái 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 thuốc chấm, thuốc sử dụng vô đó, thì lộ trình điều trị nó phải ít nhất cũng phải là 12 tháng đến đến 24 tháng tức là 1 đến 2 năm. Nhưng mà trong trường hợp này đó chúng ta thấy là phải điều trị mang tính chất kéo dài tại anh này đã ba cơn rồi thì thì chúng ta thấy là làm sao mà tìm được những cái thuốc có thể chấp nhận được về giá thành theo sở thích bệnh nhân và cái cái có thể là mua được tiếp cận được chứ không phải mình cho thuốc mắc quá hoặc là thuốc khó tìm quá thì cái điều trị lâu dài cũng thất bại à em mắt gắn hướng dẫn mình có amitriptyline và cái Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm ba vòng. Đây là những cái thuốc chống à, thuốc chống trầm cảm ba vòng và những cái thuốc chống trầm cảm thế hệ cổ điển và nó có nhiều cái tác dụng phụ liên quan tới khô miệng, liên quan tới táo bón, liên quan tới tăng nhãn áp và suy si giảm nhận thức do cái ở những người lớn, lớn tuổi ảnh hưởng tim mạch và amitriptyline thì rất là cẩn thận tại vì nếu mà sử dụng đó, nó là thuốc tương đối độc mà sử dụng quá liều đó, thì nó nguy hiểm tính mạng do đó là những người có ý tưởng tự sát đó, mình mình kê liều đó mình cũng cẩn thận và khi mà à, phải bảo người nhà đó làm sao mà giữ thuốc cho cẩn thận bảo quản thuốc cho cẩn thận không thôi là biến cái viên thuốc trở thành cái phương tiện tự sát là không được amitriptyline thì có thể cải thiện giấc ngủ rất là tốt ngủ rất là tốt và chữa được những cái triệu chứng cơ thể rất là tốt Glucosetin là cái thuốc chống trầm cảm mà Gợt ức chế tác thu tròn hộp serotonin và và nó uh, nó nó là cái thuốc mới hơn và khả năng dung nạp rất là tốt mặc dù trong giai đoạn đầu đó, một hai tuần lễ đó nó có thể là hơi khó chịu gì dạ dày khó chịu về cái uh, cái uh, tương đối hơi chóng mặt hơi tăng lo nhẹ trong hai một hai tuần đầu sau đó là bệnh nhân thích nghi được nhưng mà cái ưu thì uh, rất là nhiều cái cái dạng chất nó là cái viên mà viên nang đó viên con nhộng đó do đó mình không thể khởi đầu cái liều thấp được do đó là có thể mình thay bằng cái sertalin sertalin là cái thuốc chống trầm cảm cùng nhóm cái duloxetine mà có thể chia nhỏ được và mình khởi đầu cái liều thấp được do đó là ít có khả năng mà gây ra những cái tác dụng phụ mà tại vì mình cho liều thấp có thì ít thôi và sau đó mình nâng dần cái liều thạc của nó liều yêu cầu của nó thì theo nguyên tắc thời gian đáp ứng của thuốc từ 4 đến 6 tuần tức là một tháng đến rưỡi mình nâng dần thuốc lên tới cái điều, điều trị điều trị tiếp tục 9 đến 12 tháng 1 đến 2 năm nhưng mà đối với cái ca của mình cụ thể ca mình đó, thì có thể điều trị lâu dài chứ không phải là mình ngưng sớm được tại vì cơn thứ ba rồi cái này dành cho cơn thứ nhất thôi thì chúng ta nhớ cái thuốc chống trầm cảm thì ba vòng đó thì thận trọng người già mắc cái bệnh sa sút và bệnh tim mạch thì à, đối với cái ca của mình đó thì à, thuốc thì à, lúc đầu khởi đầu cái liều sertraline nó là 50 mg ngày từ từ nâng lên trăm rưỡi mg ngày nếu mà không đáp ứng nữa mình nâng 200 thì ca này tương đối đáp ứng và mình cho ga là nửa nửa liều thì cải thiện được vấn đề giấc ngủ hoặc là mình cho thêm cái rutinin buổi tối cũng ngủ được tốt Điên dự chứng loạn thần thì mình cho risperidone thì à, nửa viên nhân hai và 20 gram ngày riêng 20 gram đó và nếu mà ca này mà ngủ mà tương đối kém nữa đó mình có thể cho uống một thuốc chống loạn thần gây ngủ tốt ăn uống khá hơn và nó cải thiện được cảm xúc cũng tốt hơn thì tương đối là có nhiều chọn lựa nếu mà mình cần thiết thì thuốc chống loạn thần thì mình có thể điều trị trong khi nó hết loạn thần thôi mình có thể cắt giảm hoặc là mình duy trì theo một thời gian cho an tâm rồi mình giảm xuống cắt và chủ yếu là mình làm sao duy trì được cái sẹo lâu dài đối với cái ca của mình thì mình không có thể là mình không ngưng thuốc được nhưng mà trong giai đoạn đầu thì mình phải giải thích người nhà một cách có thể chấp nhận được tôi uống thuốc lâu dài tí rồi sau đó tình hình bác sĩ gia giảm thuốc cắt thuốc nhưng mà mà phải lâu dài không được ngưng thuốc ngưng thuốc sẽ bị lại thì nếu mà bệnh nhân cải thiện thì mình có thể cắt những cái thuốc ngủ cắt những cái thuốc chống vận thần nhưng mà đối với cái ca mình cụ thể của mình đó, thì mình không thể nào mà, mà cắt triệt chống trầm uh, cảm trong điều kiện mình chưa có đủ cái chuyên gia tâm lý để theo dõi thì uh, theo hướng dẫn khi cái ca của mình đó, tái phát ba cơn và cơn hiện tại của mình rất là nặng và có triệu chứng loạn thần đó thì có thể là điều trị lâu dài Còn cái nguyên tắc chung thì mình có thể nếu mà các ca đầu tiên mình có thể cắt giảm sau 1 đến, uh, đến 2 năm thì trước uh, khi cắt thì mình phải giảm được từ từ nhưng đối với ca của mình đó, thì uh, có thể mình cắt thuốc ngủ thuốc chống nguồn thần nhưng mà duy trì thuốc chống trầm cảm Mình có thể tham khảo từ hiệu liên quan tới, uh, tới bài trầm cảm, giai đoạn trầm cảm bài 20 trong cái, uh, cái quyết định 2058 Bộ Y tế tháng 5 2020 tóm tắt thì mình dựa theo hóa gáp mình cũng đánh giá đánh giá trầm cảm mình lộ trừ nguyên nhân gây trầm cảm mình chứng thống chính xác trầm cảm thì mình quản lý trầm cảm đối với cái cơn mà trầm cảm nặng có ý tưởng tự sát thì mình phải chú ý quản lý vấn đề tự sát có loạn thần thì mình phải chữa loạn thần và bệnh nhân trầm cảm và nhiều cơn đó thì có nguy cơ tái phát rất cao hay là cái nguy cơ bị đảo cực từ trầm cảm sang hưng cảm rất cao do đó cái ca của mình đó ca mình đang bàn luận đó là phải điều trị lâu dài trên đây là tất cả những cái thông tin liên quan tới bài trầm cảm dựa trên ca lâm sàng mà có có cái cái triệu chứng loạn thần có ý tưởng tự sát và có lâu tương đối nặng nhưng mà thông thường trên lâm sàng thì nó không có đến độ nặng như vậy đa phần chẳng hạn như bảy tám phần trăm là mình gặp trên lâm sàng trầm cảm tương đối ở mức độ nhẹ trung bình còn lại là ở mức độ nặng như vậy thì mình mình hiểu khi mình trị nặng xong thì nó cũng trở lại nhẹ trung bình mình có thể quản lý được